Các quý vị mến thương trong diễn đàn. Và bây giờ, các quý vị cũng biết là ngày hôm qua là một cái ngày có thể nói là một cái ngày chấn động nhất ở tại Ukraine. Sự tấn công tàn bạo của Nga vào Ukraine mà Nguyên có chia sẻ, vì Nga trả thù, vì sự thất bại của Nga trong mấy ngày gần đây, đặc biệt là 3-4 ngày cuối gần đây, thì Nga đã hứng chịu nhiều sự thất bại. Trong đó có những sự thất bại lớn nhất là hai chiếc tàu của Nga, một chiếc tàu chiến đấu và một cái chiếc tàu chở dầu của Nga đã bị tiêu hủy. Nên là Nga đã hứng chịu những sự thất bại và sự bị tấn công của Ukraine đúng nơi mục điểm. Và Nga trả thù, nó đơn giản là Nga trả thù. Thì Nga đã dùng tất cả những phương tiện để trả thù ngày hôm qua. Có thể nói là đây là một cái quy mô lớn nhất chưa bao giờ có. Nga đã dùng hơn 100 chiếc máy bay không người, xin lỗi, 100 chiếc máy bay để mà hộ tống bộ binh để mà tấn công. Ngoài ra thì Nga dùng rất là nhiều máy bay không người lái. Cái tổng cộng là chúng ta tính tổng quát theo lời phát biểu của Tổng thống Zelensky là chiều bữa thứ Bảy tới bữa Chủ nhật, tổng cộng là 178 chiếc máy bay không người lái và 65 quả tiễn của Nga đã tấn công vào Ukraine. Có thể nói là một cuộc tấn công vô cùng tàn bạo, họ tấn công tổng cộng đến là 129 địa điểm khác nhau. Và họ đã bắn vào những cái hạ tầng, 81 hạ tầng của Ukraine. Có thể nói là ngày hôm qua là một cái ngày mà phi cơ máy bay chiến đấu của Nga nó cất cánh khắp nơi. Và họ không dám bay trên lãnh thổ của Ukraine, họ bay trên lãnh thổ của họ quản lý. Một số thì họ bay ở tại những khu vực tại đất nước Nga, một số họ bay ở trên những khu vực họ quản lý. Và từ những nơi đó họ tấn công vào. Và đặc biệt hơn nữa, theo tình báo của Anh Quốc cho biết thì họ đã dùng những loại quả tiễn không chính xác. Những loại quả tiễn nó đã lỗi thời và họ dùng nó bắn một cách bừa bãi. Mục đích của họ là làm sao để hỗ trợ bộ binh của họ có thể tấn công vào sườn miền Đông Bắc. Thì là ngày hôm qua là một cái ngày nó khốc liệt, thông tin ngày hôm qua nó bị bế tắc. Vì ngày hôm qua là giao tranh khốc liệt nên là báo chí hình như lúc đó họ chỉ có theo dõi cái tình hình cuộc chiến và họ coi cái cuộc chiến nó biến chuyển như thế nào. Thì bây giờ nó đã qua, cuộc biến chuyển nó như thế nào và cái kết quả nó ra sao của tấn công tàn bạo của Nga. Trong khi nhắc đây là có thể đây là một cái quy mô lớn nhất trong thời gian từ đầu năm tới giờ. Vì cái số lượng mà tấn công ngày hôm qua nó đã quá nhiều, nó đã vượt qua cái kỷ luật. Các cô chú và anh chị em, nó vượt qua được cái kỷ luật. Và cái số lượng máy bay quả tiễn và máy bay thường của Nga ở trên chiến trường nó thừa quá nhiều của ngày hôm qua. Chúng ta phải đặt một câu hỏi là Nga có đạt được thành quả gì hay không? Thì những gì mà Nga công bố là một mặt và những sự thực tế là một cái mặt khác. Nga thì công bố từ ngày hôm qua và ngày hôm nay thì Nga vẫn lặp đi lặp lại với cái giọng điệu là họ đã nhắm vào những nơi trọng yếu, đặc biệt là những căn cứ hải quân, không quân, nhiều căn cứ quân sự của Ukraine và họ đã tấn công vào, tổng cộng họ cho là họ tấn công gần cả 5-6 căn cứ quân sự của Ukraine. Đây là những gì họ nói chứ không phải là thực tế nó là như vậy. Cô chú anh chị em, đây là những cái gì mà họ để ngụy biện cho những bom đạn của họ nó rớt vào thường dân. Và ngày hôm qua thì đã có rất là nhiều nơi thường dân và nhiều người đã thiệt mạng, rất là nhiều người ở tại khắp nơi, ở tại Kharkiv, ở tại Kharkov, ở tại miền nam Kherson, ở tại nhiều nơi đã bị bom đạn của Nga đã bắn trúng. Nhưng thì Nga lúc nào các vị cũng biết là công bố là không bao giờ bắn vào thường dân, tất cả nhắm vào trụ sở căn cứ quân sự mà thôi. Và sự tấn công của ngày hôm qua, cái điều quan trọng nhất là Nga có đạt cái gì khi lúc đó Nga đã dùng gần cả 200.000 binh sĩ ở sườn Đông Bắc, hỗ trợ gần cả 100 chiếc máy bay để hỗ trợ cho cuộc tấn công của Nga ở tại sườn miền Đông. Và Nga không lấy được một tấc đất. Nga không lấy được một tấc đất chứ đừng có nói là một cây số. Ngày hôm qua Nga tấn công một cách ồ ạt sườn miền Đông, Nga ùa binh lên trên với sự hỗ trợ cả 100 chiếc máy bay nhưng mà không đạt được mục tiêu. Theo đánh giá báo cáo của Anh Quốc ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay, cái lý do mà Nga không đạt được mục tiêu đó là bởi vì cái sự phối hợp nó không nhịp nhàng.
nó phối hợp nó không nhịp nhàng của chú anh chị em, bởi vì không quân của Nga nó đã không có kêu là kết nối cái sự nhịp nhàng với bộ binh. Nó đã dẫn đến cái sự việc mà là cái sự hỗ trợ không quân của Nga nó không tác động lớn. Và nó đã dẫn đến cái sự việc là sự tấn công của Nga ở sườn miền, mình kêu là Đông Bắc, đã không đem được cái thành quả mong đợi giống như Nga muốn. Và Nga đã dùng một số lượng binh sĩ đã tấn công và đã thiệt hại khá nặng nề. Nhưng mà ngoài cái vấn đề đó thì quả tiễn của Nga đã làm tổn thương khá nhiều hạ tầng của Ukraine. Cái điều đó là có thật, rất là nhiều hạ tầng của Ukraine, tổng cộng tới 81 hạ tầng. Vì cái số lượng máy bay không người lái và cái số lượng quả tiễn tấn công nó đã quá nhiều. Hệ thống phòng không của Ukraine không thể nào bảo vệ được hết. Và cái điều đó thì Ukraine họ không thể nào, vì cái số lượng quả tiễn của họ bảo vệ nó không đủ nhiều đến cái mức độ mà Nga tấn công như vậy và có thể ngăn chặn được tối. Nên là Ukraine họ cũng hứng chịu rất là nhiều về tổn thất về hạ tầng. Căn cứ quân sự cũng bị tấn công, nhưng cái sự thiệt hại như thế nào thì nguyên chưa rõ. Nhưng mà người dân thường thì tổn thất rất là nặng nề. Sự tàn bạo của tấn công của ngày hôm qua, Tổng thống Zelensky đã lên tiếng và nói là hãy nhìn thấy rõ. Tại sao chúng tôi cần F-16? Vì chúng tôi cần có lượng không quân để đối đầu với Nga. Khi lúc đó ngày hôm qua, Nga đã dùng hơn cả 100 chiếc máy bay. Khi chúng tôi thì chỉ có vài chiếc. Vì cái sự bất cân xứng nó sẽ làm cho Nga có ưu thế hơn trên chiến trường. Hãy cho chúng tôi F-16 để chúng tôi thăng bằng và chúng tôi có thể bảo vệ lãnh thổ của mình và bảo vệ trật tự cho châu Âu. Thì đây là lời phát biểu kêu gọi của Tổng thống Zelensky thúc đẩy cái vấn đề mà F-16. Vì cái vấn đề hiện bây giờ Nga đang chiếm ưu thế trên không. Ở trên đất liền Nga không còn chiếm ưu thế nữa. Tuy rằng số lượng binh sĩ của Nga vẫn đông hơn Ukraine, nhưng mà vấn đề mà có thể đạt được thành quả ở trên mặt đất á, nó không còn là cái ưu thế nữa. Có thể nói ngày hôm qua thì các quý vị phải hình dung là ở tại Biển Đen, Nga cũng bắn ở tại Biển Đen. Nga dùng những cái khu trục hạm của mình bắn quả tiễn từ Biển Đen, Nga bắn từ máy bay, Nga bắn từ đất liền, Nga bắn đủ thức kiểu bắn. Ngày hôm qua là nguyên một cái nơi giao tranh từ đặc biệt là sườn miền Đông, là một cái nơi khốc liệt nhất ngày hôm qua, bắn ngập trời ngày hôm qua hết. Và ngày hôm qua người đó là tất cả báo chí, tất cả những nguyên thủ quốc gia trên thế giới là họ đang chú tâm cái trận đấu ngày hôm qua. Thì đây là cái trả thù của Nga, bởi vì sự thất bại của Nga nó quá nặng và nó đem tới cho Nga một cái sự nhục nhã và Nga không thể chấp nhận được. Và đây là muốn khẳng định là Nga muốn đánh dằn mặt Ukraine. Nhưng cái điều này nó không nói là Nga sẽ có sự tiến bộ nào cả. Và ngược lại nói chúng ta biết là Nga đang bắt đầu nổi cơn điên vì không còn được sự bình tĩnh. Và chiến lược của Nga nó bị lộn xộn. Đúng ra là Nga chỉ đang định phòng thủ thôi. Nga đang định phòng thủ thôi các quý vị. Mục đích của Nga hiện bây giờ là chiếm 4 khu vực. Nga cũng không đủ sức lực để tấn công sâu hơn. Và Nga chỉ định phòng thủ ở những cái nơi mà mình đã quản lý. Nhưng là bởi vì Nga đã bị sự thiệt hại nặng nề và bị mặt mũi và muốn khẳng định với binh sĩ của mình, nên là Nga đã dùng hết tất cả khí tài quân sự có, đang có ở tại chiến trường mà sử dụng một lượt. Và cái điều này nó chúng ta biết là hiện bây giờ Nga đang loạn. Vì Nga đang tìm một cái mục chiến thắng nào đó để an ủi binh sĩ. Và bây giờ thì Nga đang loạn, chiến lược của Nga không đạt được mục tiêu giống như mong đợi. Thì các quý vị biết là Nga để giải thích cái sự thất bại này như thế nào không? Cái cuộc tấn công ồ ạt ngày hôm qua, hơn 200.000 binh sĩ, 65 quả tiễn, 178 máy bay không người lái, hơn 100 chiếc máy bay tấn công và Nga không đạt được mục tiêu. Các quý vị biết là Điện Kremlin sáng ngày hôm nay giải thích cái cuộc tấn công này như thế nào? Lý do mà họ nói là họ không có đạt được cái gì hết là bởi vì họ không muốn mở rộng lãnh thổ quản lý. Tôi quản lý bao nhiêu đủ rồi, tôi không muốn, lý do là tôi không muốn thôi. Cái lý do là tôi không có muốn, chứ không phải là tôi không làm được. Bao nhiêu đây là đất đai quản lý là đủ rồi, 4 khu vực là đủ rồi. Chứ chúng tôi không thèm quản lý thêm đất nữa, chúng tôi không muốn lấy đất thêm nữa thôi. Chứ không phải là chúng tôi thất bại đâu.
Ngày hôm nay thì ông Dmitry Peskov đã phát biểu trên đài trên điện Kremlin và đã tiết lộ rằng là cái cuộc tấn công ngày Chủ nhật không đạt được giống như mong đợi là bởi vì ông không muốn lấy đất thêm. Các quý vị có tin không? Ai tin cái lời nói của Nga cho nguyên số 1 được không? Các quý vị thấy có Nga, ôi tôi đủ rồi, bao nhiêu Kherson rồi, Zaporizhzhia rồi, Donetsk rồi, Lugansk rồi. Mấy khu vực này tôi đã quản lý, tôi đủ đất rồi. Cái lý do mà tôi mà không lấy miếng nào đất hay là không thắng được là bởi vì đủ rồi, không muốn nữa. Không muốn nữa. Nguyên nói thật tí các quý vị đó, họ có người nó tin hả? À thì mấy bác có cái niềm tin vĩ đại với Nga. Mấy bác có niềm tin vĩ đại của Nga. Cái sự tấn công của ngày hôm qua của Nga không đạt được mục tiêu thì Điện Kremlin sáng ngày hôm nay viết trên trang của mình và qua lời phát biểu của ông Dmitry Peskov là như vậy. À, là bởi vì họ không muốn mở rộng nữa. Họ đủ rồi, họ đủ đất rồi, đủ rồi. À, Trung Nguyên nói các quý vị, đây là một cái lời nói xạo, nói láo. À, nói láo, nói xạo một cách trắng trợn. Nếu mà Nga có đủ khả năng thì Nga sẽ nuốt trọn Ukraine. Nga không tha bất cứ một điều gì. Vì Nga không còn đủ bản lãnh và không còn đủ khả năng. Chứ ngày đầu cuộc chiến, mục đích của Nga là gì? Là bao vây Điện Kremlin, tấn công, xin lỗi, bao vây thủ đô Kiev và lấy trọn Kiev luôn. Nhưng mà Nga bị đánh bật, đánh lùi và sự tổn thất của Nga quá nặng nề. Và bây giờ thì cái số lượng binh sĩ của Ukraine thì càng ngày càng nhiều. Ngày xưa Ukraine chỉ có mấy chục ngàn binh sĩ à. Các quý vị cứ biết mà lúc Nga tấn công vào Ukraine, 150.000 binh sĩ của Nga. Khi lúc đó Ukraine chỉ có 30.000, 20-30.000 binh sĩ gì đó. Cái quốc phòng của Ukraine chỉ có mấy chục ngàn binh sĩ. Và lúc đó thì số lượng quá ít, trở tay không kịp. À, nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ số lượng binh sĩ của Ukraine cũng mấy trăm ngàn binh sĩ rồi, 200-300.000 binh sĩ rồi. Cái số lượng nhân lực của Ukraine nó đã 200-300.000 mà Ukraine còn tiếp tục. Còn tiếp tục. Mà bây giờ lúc đầu không ăn được, bây giờ sao ăn được? Lúc người ta có mấy chục ngàn binh sĩ, đánh còn không xong. Bây giờ người ta ít hơn mình một chút thôi. Ít hơn mình một chút, người ta cũng 300.000 binh sĩ. Bây giờ Nga điều động cao lắm được 500.000. À, thì cái điều đó, Nga không còn chiếm ưu thế với cái số lượng đông về nhân lực nữa. Nga bây giờ nuốt Ukraine không nổi, nên là bây giờ Nga chỉ có thể giữ cái biên giới cầm cự. Cái lý do mà Nga phản công ngày hôm qua là bởi vì Nga nghĩ rằng là Nga có thể làm được cái thành quả lớn với tất cả những cái phương tiện mình có. Có nghĩa là máy bay, pháo, quả tiễn, tất cả phương tiện để mà đánh bất ngờ Ukraine ở tại sườn miền Đông Bắc. Là cái sườn mà hiện bây giờ Nga gần cả 200.000 binh sĩ ở chỗ đó. Thì cuối cùng Nga không đạt được cái gì cả. Và có nghĩa là lực lượng Ukraine tuy rằng trong thời gian gần đây họ không lấy được quá nhiều lãnh thổ, nhưng họ vẫn lấy, mà họ vẫn bảo vệ lãnh thổ của họ rất là chắc. Và Nga chưa đạt được bất cứ một mục tiêu gì. Vừa qua thì Nga vẫn nói láo là lấy được một ngôi làng. Chẳng có ngôi làng nào lấy hết. À, chẳng có một cái ngôi làng nhỏ nào Nga cắm cái lá cờ cả. À, nhưng Nga vẫn tiết lộ những bản tin nó không đúng theo một sự thật. Thì đây là một cái cuộc chiến tranh nó rất là khốc liệt ngày hôm qua cô chú và anh chị em. Chỉ có điều là Nga lại thất bại của Nga, đó là Ukraine tấn công vào hai cây cầu. Hai cây cầu trọng yếu. Hai cây cầu là cái huyết mạch kêu là vận chuyển vũ khí và lương thực. Một cây cầu nằm ngay chân đảo Crimea. Nó ngầu là ngầu chỗ đó. Một cây cầu bắn ở tại đảo Crimea. Một cây cầu ở tại Kherson, khu vực Nga quản lý. Cái này á, là cái chiến lược này á, là Ukraine đã dùng quả tiễn và đã tấn công vào cây cầu này, đã thành công. Thành công. Làm thiệt hại nặng nề trên hai cây cầu này. Và Trung Nguyên giải thích cái bản tin này. Tại sao Ukraine không tấn công vào căn cứ quân sự? Tại sao Ukraine không tấn công vào cái chỗ khác và nhắm vào hai cây cầu này? Và đã khẳng định hai cây cầu này là mục tiêu chính. Vì thứ nhất là Ukraine hiện bây giờ đang muốn ngăn chặn tối đa sự tiếp tế vũ khí, cái kho vũ khí lớn nhất của Nga. Để hỗ trợ cho cuộc chiến tranh ở tại Ukraine chính là tạo đảo Crimea. Và bây giờ phải ngăn chặn tối đa cái sự tiếp tế này ở tại
tại đảo Kirima làm cho họ khó khăn. Sau đó, cái nơi mà Yukan Nguyên nói là trước sau gì cũng sẽ đánh lớn, đó là ở tại Kherson. Trước sau gì Yukan cũng sẽ qua sông đánh bất chợt ở tại Kherson. Ở Kherson là miền nam, trước sau gì Yukan cũng đánh. Thì bây giờ muốn đánh Kherson, đầu tiên nhất là phải ngăn tất cả những con đường tiếp tế. Và cái cầu Kherson đã bị tiêu hủy với bom đạn của Yukan. Và Yukan Nguyên nghĩ là không bao lâu nữa Yukan sẽ chuẩn bị phản công. Cũng giống như cái thông điệp mà Yukan đã gửi đó. Ê, 24 tây tháng 8 nha, tao quýnh tụi bay 24 tây tháng 8. Yukan đã gửi thông điệp cho Nga là 24 tây tháng 8. Bây giờ chúng ta là ngày 7 tây. Và đây là những cái bước chuẩn bị cho cái cuộc phản công lớn. Nguyên nghĩ là như vậy. Đây, theo cái nhìn của Nguyên á, là Yukan chuẩn bị sẽ đánh lớn. Nên Yukan không bận tâm về những cái căn cứ quân sự, mà Yukan đã chú tâm về những cái đường tiếp tế lương thực và vũ khí. Và Yukan đang nhắm vào những con đường này để làm hạn chế tối đa cái khả năng vận chuyển để mà hỗ trợ hậu cần của Nga. Và để sau đó thì Yukan mới bắt đầu bước qua cuộc tấn công một cách mạnh liệt. Thì đây là một cái thành quả của Yukan, họ rất là rõ theo vệ tinh chụp đủ thứ đã xác nhận đàng hoàng là Yukan đã tấn công chính xác vào hai cái cầu trọng yếu. Có một người Nga bị thương, đang đi ngang qua đường thì đã có bị thương có một người mà thôi. Có nghĩa là Yukan họ không nhắm vào sinh mạng con người gì cả, và họ nhắm trúng địa điểm mà họ muốn làm. Thì bữa nay thì có những bản tin họ cáo buộc Yukan dùng bom chùm bắn vào trường học của Nga. Tất cả là bản tin bịa đặt. Tất cả là những bản tin đó là bịa đặt hết các quý vị. Hiện bây giờ cái điện đó là cái trước sau gì nó cũng sẽ xảy ra. Cái sự bịa đặt của Nga để mà thúc đẩy, vì bom chùm của Yukan nó đã được sự giám sát của Hoa Kỳ. Và bom chùm chỉ có được bắn ở những nơi nào Hoa Kỳ cho phép, mà Hoa Kỳ đã vẽ cái bản đồ những cái khu vực mà Anh có quyền sử dụng bom chùm. Những cái khu vực cặp giao tranh thì Anh mới quyền sử dụng, sau đó thì Anh không được quyền sử dụng. Hoa Kỳ đã quy định rất là rõ trong cái danh sách của Hoa Kỳ khi trao bom chùm cho Yukan, và Yukan không dám làm sai, vì nếu làm sai thì sẽ không còn được sự hỗ trợ cung cấp đến từ Hoa Kỳ nữa. Nên là cái điều đó, cái điều mà cáo buộc ngày hôm nay trên báo chí của Nga họ cáo buộc, đó là cái bản tin xạo, không trung thực. Và đây là sự bịa đặt của Nga, cô chú và anh chị em. Nếu mà bom chùm mà bắn vào trường học thì cả thế giới này sẽ lên án ngay lập tức. Nên là Yukan không bao giờ dám làm những cái hành động tàn bạo giống như Nga vậy. Nên Yukan phải làm sao đánh chiến tranh, nhưng phải đánh làm sao với chính nghĩa mới được sự hỗ trợ từ phương Tây. Đây nó cũng là một điều vô cùng khó cho Yukan. Chiến tranh mà chính nghĩa, chiến tranh và nhân đạo thì khó thế nào đạt được những thành quả đáng kể. Ngoài ra thì cuộc phản đánh vào hai cái cầu trọng yếu thì Yukan bắt đầu kêu gọi sự hỗ trợ mạnh mẽ, và may mắn thay ngày hôm nay Yukan đã nhận được quà tiễn tầm xa đến từ đất nước Pháp. Đất nước Pháp đã gửi một số lượng quà tiễn tầm xa. Tổng thống Zelensky rất là vui mừng vì ông ta đang cần cái số quà tiễn này. Vì các vị cũng biết là loại quà tiễn này là nó sẽ hỗ trợ cho Ukraine rất là nhiều để có thể tấn công vào những mục tiêu đáng kể giống như cái cầu nè, cái đầu kết nè, hay là những cái nơi mà kêu là trọng yếu có thể tiêu hủy được nó ở cách xa mấy trăm cây số. Thì cái số lượng này Ukraine đang rất là cần, bởi vì chỉ có hai quốc gia cung cấp quà tiễn là Anh Quốc và Pháp thôi. Hiện bây giờ chỉ có hai quốc gia duy nhất là cung cấp quà tiễn tầm xa, còn những quốc gia khác thì vẫn chưa cung cấp. Và cái điều này đang thúc đẩy nhiều quốc gia, thì Pháp đang gửi một cái lô hàng mà Ukraine mới vừa nhận được. Mà không 10 điểm hả? Thì cái điều này Pháp về quà tiễn tầm xa thì Pháp lại mạnh tay, còn những vấn đề khác thì Pháp lại không có. Tiếc thay là Đức vẫn chưa đồng ý về quả tiễn tầm xa, vì Đức vẫn cho rằng là vấn đề cuộc chiến chưa đến mức độ mà phải cần thiết.
Ngoài ra thì ngày hôm nay Nga cũng công bố, ngày hôm qua, ngày hôm nay thì Nga vẫn đưa ra hai bản tin. Bản tin của buổi Chủ nhật là có một chiếc máy bay không người lái đã bay gần 100 cây số đến Moscow đã bị tiêu hủy. Ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay thì Nga cũng đưa một bản tin tương tự như vậy, là một chiếc máy bay đã bay hướng về Moscow cách thủ đô 200 cây số đã bị tiêu hủy. Nhưng cái đó có thật hay không thì chúng ta không rõ vì nó không kèm bất cứ một hình ảnh nào. Và tất nhiên là thủ đô trong những ngày kế tiếp, đặc biệt là Ukraine, không bao giờ họ không để yên cái vấn đề tấn công ngày hôm nay. Họ sẽ có những sự trả đũa cụ thể trong những ngày kế tiếp. Và đây là một cái sự đáp trả, và bắt đầu Nguyên thấy cái chiến lược của Nga đó, nó không còn bền vững, và Nga bắt đầu không còn khôn khéo trong cách tác chiến, và Nga bắt đầu mất đi bình tĩnh. Và sự hỗn loạn của Nga như này nó có thể làm cái ưu thế cho Ukraine trong những ngày kế tiếp. Vì Ukraine có thể dùng cái sự ưu thế khi đạn dược của Nga, quả tiễn của Nga, máy bay của Nga đã cạn kiệt khi sử dụng quá nhiều. Thì Ukraine lại có thể dùng cái thời điểm mà Nga đang thiếu và có thể tấn công, phản công một cách mãnh liệt trong những ngày kế tiếp. Đây là bản tin tình hình cuộc chiến tổng quát bữa Chủ nhật và sáng ngày hôm nay. Sáng ngày hôm nay hiện bây giờ thì tình hình khá là lắng động vì ngày hôm qua tấn công quá nhiều. Tình hình khá là lắng động của chú anh chị em vì cái số lượng tấn công quá nhiều. Nhưng mà ngày mai, ngày mốt thì tới Ukraine đáp trả lại. Đánh là như vậy đó. Và bên đánh, bên thủ, một hồi bên thủ, bên đánh. Và những ngày kế tiếp thì Ukraine sẽ đáp trả lại một cách dữ dội. Một bản tin rất là lý thú mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị, đó là buổi họp ở tại Trung Đông. Các quý vị cũng biết là cái buổi họp ở tại Arabia Saudite là cái quốc gia mà đang có thể nói là, Nguyên nghĩ là đây là một cái quốc gia cuối cùng, nếu là nó không đạt được thành quả gì nữa thì Nguyên nghĩ là từ nay sắp tới người ta sẽ không còn cần thiết phải mở ra những cái buổi họp lớn như vậy để tìm một biện pháp hòa bình. Thì phía bên đất nước Arabia Saudite họ đã mời hơn 30 quốc gia tham gia, trong đó họ có mời cả luôn Trung Quốc và những quốc gia kinh doanh thân thiện với Nga, trong đó có Ấn Độ, có Nam Phi, có Brazil và có nhiều quốc gia khác, để tìm một cái lối thoát cho cái cuộc chiến tranh thảm bại trên cả toàn cầu. Thì trong đó có Trung Quốc. Thì cái điều ngày hôm nay Nguyên thấy rất là lạ là cái báo cáo của phía bên Viện Nghiên cứu Chiến tranh, họ mới nói rằng là trong cái buổi họp đó, tất nhiên là họ không đưa ra chi tiết cụ thể, mà họ nói là trong cái buổi họp đó hình như Trung Quốc đã có dấu hiệu quay xe với Nga. Cho Nguyên nói là cái buổi họp đó nó vui một cái điều là buổi họp đó Ukraine cũng được mời, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine cũng được mời, đại diện Ukraine cũng được mời, chỉ có Nga là người không được mời duy nhất. Và cái buổi họp đó nó nằm trên cái đường lối hòa bình của Tổng thống Zelensky. Họ nghiên cứu 10 điểm của Tổng thống Zelensky chứ không phải là nghiên cứu cái hợp đồng hòa bình của Nga. Không, họ nghiên cứu trên cái hợp đồng hòa bình của Ukraine. Họ nghiên cứu hợp đồng hòa bình của Ukraine. Và trong cái buổi họp đó kéo nhiều ngày thì người ta không có đưa ra chi tiết cụ thể là Trung Quốc nói cái gì. Nhưng họ tiết lộ cho chúng ta biết rằng là hình như Trung Quốc đã có hành động quay xe với Nga. Thì Nguyên cũng chưa tìm ra cụ thể là cái gì cả, vì đây là cái bản tin rất là mới. Nó rất là mới, Nguyên vẫn chưa đi qua điều tra bên Trung Quốc hay là cái buổi họp ở tại Trung Đông họ nói cái gì. Họ nói cái gì thì Nguyên chưa có rõ. Nguyên chỉ cái Viện Nghiên cứu Chiến tranh họ mới nói như vậy thôi. Thì cái điều này nó cũng rất là lạ khi chúng ta biết là ông Trung Quốc, ổng là âm thầm hỗ trợ cho Nga, đặc biệt là gần đây nhất là tình báo của Hoa Kỳ đã cung cấp thông tin rất là cụ thể. Vì không biết là ở tại Arabia Saudite ổng gặp biết bao nhiêu quốc gia, đặc biệt là cái quốc gia mà hiện bây giờ đang nắm được cái kêu đó là vấn đề cung cấp dầu hỏa đó. Thì không biết là họ thỏa thuận như cái gì. Nhưng mà theo những cái nguồn tin xác thực cho biết là Trung Quốc có những cái lên tiếng và có những hành động cụ thể là quay lưng lại với Nga. Thì cái buổi họp này thì ông Nga ổng vô cùng bất mãn. Thứ nhất là ổng không được mời, ổng bị loại Nga. Thứ hai nữa là người ta nghiên cứu cái hòa bình trên cái hợp đồng của Tổng thống Zelensky.
Tổng thống đây người ta nghiên cứu trên cái hợp đồng, cái quyền lợi của Ukraine chứ không phải làm cái quyền lợi của Nga. Nên là phía bên Nga họ rất là tức giận cái sự hành động này. Vì họ cho rằng là đất nước Arabic Saudite là một cái đất nước cũng là hài hòa với họ. Nhưng họ không dám lên tiếng với Arabic Saudite. Cái điều đó là nguyên nể. Họ lên tiếng với nhiều quốc gia nhưng họ không dám lên tiếng trực tiếp với Arabic Saudite. Hoàn toàn ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Putin chưa bao giờ nhắc cái quốc gia đang tổ chức cái buổi họp này hết. Có nói những kiểu như là thí dụ nói là tôi không thấy đây là một cái buổi họp hòa bình và tôi chỉ thấy đây là một sự níu kéo những cái quốc gia để chống đối chúng tôi. Chứ chưa bao giờ nêu tên thẳng tên hay là đe dọa Arabic Saudite hết. Cái điều đó là nguyên nể các quý vị. Nguyên nể Arabic Saudite không phải là một cái quốc gia kêu là mạnh về quân sự, nhưng mà các quý vị thấy cái khả năng sức mạnh của họ, Putin còn phải ngán họ. Vì Putin đang cần ông ta, cần Arabic Saudite để mà cùng với Putin để duy trì cái vấn đề mà giá thị trường dầu hỏa đừng quá tụt dốc. Trong thời gian vừa qua thì Putin năn nỉ Arabic Saudite, anh ơi đừng sản xuất dầu hỏa nhiều quá, để cho nó càng ít, giá cả nó càng lên. Và Putin không dám nói một câu đến Arabic Saudite khi lúc đó cái buổi họp nó phần lớn là người ta trình bày những cái quan điểm của Ukraine và kêu Nga phải làm cái này qua ngàm cái kia. Thì Uy không biết là khi cái buổi họp này nó chưa được công bố chính thức cái kết quả như thế nào, nhưng mà trong những ngày kế tiếp nó sẽ có công bố ra chúng ta biết. Trung Quốc thì Uy không có tin tưởng các quý vị. Nói thực tế là Uy không tin tưởng Trung Quốc. Cái điều Uy nói là Uy thẳng một câu là Uy không tin tưởng Trung Quốc. Uy biết là trong cái buổi họp đó thì sẽ có những cái quốc gia họ làm áp lực đến Trung Quốc. Phần lớn là những quốc gia làm ăn với Trung Quốc. Arabic Saudite, Brazil, Nam Phi, những cái quốc gia là những cái quốc gia mà kêu là làm ăn chính của Trung Quốc. Có thể là những quốc gia này họ gây cái áp lực cho Trung Quốc. Và Trung Quốc có những lời hứa hẹn với họ để mà làm sao ngăn cản cuộc chiến tranh này đừng có kéo dài. Nhưng mà Trung Quốc nói với họ trước mặt. Và sau lưng thì Trung Quốc muốn làm cái gì thì không ai biết. Chúng ta đều biết là những cái gì mà Trung Quốc nói nó không để làm một cái bảo đảm được. Nó không thể làm một cái bảo đảm được. Nhưng chỉ nói là trong cái buổi họp là Trung Quốc không có đủ tư cách để đứng về phía Nga. Và ngược lại Trung Quốc phải đi theo cái xu hướng đám đông. Trung Quốc đã bị phải đi theo cái xu hướng đám đông và kêu gọi phía bên Nga phải đưa ra những cái điều kiện và phải chấp thuận những điều kiện. Và trong những ngày kế tiếp thì những cái quốc gia này sẽ có những cái hành động cụ thể nếu Putin từ chối. Đặc biệt đây là những đồng minh của Nga không. Trung Quốc nhắc lại Brazil, Nam Phi, Trung Quốc, Ấn Độ. Những quốc gia mà đang bang giao khá tốt với Nga và mua dầu hỏa, mua đủ thứ cả. Nên là hiện bây giờ thì trong một cái bối cảnh và tình hình chúng ta thấy được là cả thế giới ngày hôm nay nhiều bộ tổ chức đã loại trừ Nga ra khỏi. Thì Nguyên cũng mong là cái buổi họp ở tại Trung Đông đó, ở tại Arabic Saudite đó, nó có một cái kết quả tốt. Và những cái quốc gia được mời, được tham dự đó thì họ đã hiểu được cái khuôn mặt của Putin và cái thảm họa cuộc chiến tranh này Putin đã gây như thế nào. Hiện bây giờ nếu các quý vị mà coi á, ở tại Đài Nga hay Đài Ukraine, bây giờ cái vấn đề vận chuyển ngũ cốc đó, xe tải đó, nó nằm đường đó 3, 4, 5 ngày cả tuần rồi, không nhúc nhích gì được hết. Vì Biển Đen đã bế tắc, vận chuyển bằng đường nào, cảng của Nga, cảng của Ukraine, cảng nào giống như cảng nấy. Hiện bây giờ tại Biển Đen thì bắt đầu đã giao tranh khốc liệt. Cái đường tự do hàng hải nó không bảo đảm và hàng hóa nó đi rất là chậm. Và hiện bây giờ nó dẫn đến cái hậu quả lạm phát và nó có thể tăng vọt trong những năm kế tiếp. Và bây giờ thì cái tình hình làm cho những cái quốc gia mà họ bị liên lụy với cái cuộc chiến tranh này, dù họ ở xa, cái nền kinh tế họ bị ảnh hưởng. Nên là họ đang làm áp lực tối đa cho Nga. Vì họ biết là cái người xâm lược là Putin, cái người ngừng chiến là Putin. Cái người phải ngừng chiến chính là Putin, vì anh là xâm lược người ta, anh chỉ cứ cần lùi binh thôi. Anh đâu có tổn thất cái gì. Và cái điều đó thì hiện bây giờ mong là cái buổi họp nó sẽ đưa ra những cái kết luận cụ thể hơn, đưa ra cho chúng ta biết được những cái sự tốt đẹp hơn, để nó sẽ dẫn đến cái sự việc là tìm một biện pháp giải quyết hòa bình. Còn nếu không thì chờ cụ Tổng thống Donald Trump nhà ta lên trở lại. Cụ Tổng thống Donald Trump nói cái gì? Đệ tam thứ chiến sẽ đến.
Và tôi là người duy nhất có thể giải quyết vấn đề này. Khi tôi đậu tổng thống, trước khi tôi dọn vào tòa Bạch Ốc, cái vấn đề đầu tiên tôi giải quyết là giữa chiến tranh Ukraine và Nga. Tôi sẽ giải quyết một cách hòa bình, ổn thỏa và công bằng cho cả hai bên. Đó. À, nếu mà không giải quyết được thì chúng ta chờ. À, chúng ta chờ đợi năm 2024. Nghe các vị ha. Thì đó là cái lời của cựu tổng thống Donald Trump. Ngài có làm được hay không còn là một chuyện khác. Nói là một việc, làm là một việc khác các vị. Nhưng đầu tiên nói cũng là một cái ý kiến hay rồi. Mà có làm được hay không còn là một chuyện khác nữa. Thì chúng ta sẽ chờ xem khi ngài quay trở lại, nếu cuộc chiến tranh vẫn còn tiếp diễn. Và cuộc chiến tranh này nó sẽ còn tiếp diễn, ít nhất là nó phải đến tới đầu năm tới, đầu năm 2024. Thấy cái dấu hiệu kiểu này là chưa xong. Tại sao cái dấu hiệu này chưa xong? Là bởi vì Nga đang viện binh 230.000 binh sĩ. Nga đang chuẩn bị đổ xô thêm 250.000 binh sĩ của chú anh chị em đổ xô về. Đổ xô về trên mặt trận chiến trường. Ukraine, những binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện đào tạo sắp sửa bước vào chiến trường vào tháng 9, cuối tháng 9, đầu tháng 10. Cái tháng mà đi du lịch về rồi. Ông chánh trị gia nào cũng đi ăn du lịch về rồi, là cái tháng giao tranh khốc liệt chánh trị. Thì Ukraine cũng phản công vào cái giai đoạn vào cuối tháng 9 là cái thời đoạn mà Ukraine sẽ phản công một cách mãnh liệt nhất để đánh trước khi bước vào mùa đông. Nên là chúng ta sẽ đi theo dõi cái cuộc chiến tranh này còn một thời gian khá dài nữa. Và cái thảm họa nó sẽ dẫn đến nhiều cái bi kịch khác nữa, chứ chưa phải tới đây. Thế bây giờ Châu Nguyên hỏi tiếp tục với bản tin và chia sẻ cô chú anh chị em trước khi đến những bản tin khác. Thì Châu Nguyên hỏi là bây giờ các quý vị thấy rõ được cái cuộc chiến tranh nó đi đến cái giai đoạn này rồi. Thì theo các quý vị là Ukraine có cửa thắng Nga hay không? Châu Nguyên nhắc lại là lực lượng binh sĩ của Nga vẫn nhiều hơn Ukraine. Khí tài binh sĩ của Nga cũng không kém hơn Ukraine. Nga còn chiếm ưu thế với hỏa tiễn tầm xa và Nga còn chiếm ưu thế về vấn đề máy bay. Cái này là mình nói thẳng, chứ không có một cái gì mà Nguyên không thích đưa một cái bản tin mà nó không đúng sự thật. Nga vẫn chiếm ưu thế về hỏa tiễn. Nga vẫn chiếm ưu thế về máy bay. Đây là hai địa điểm mà Nga đang chiếm ưu thế. Số lượng nhân lực thì cũng đông hơn Ukraine một số. Mà theo các quý vị là Ukraine có thể thắng không? Vì thắng bại, vì nếu mà Nga cứ giữ như vậy, đối với Nguyên là Nga thắng. Nếu mà Nga vẫn giữ 4 khu vực ly khai, 4 khu vực mà mới vừa ly khai mà Nga sáp nhập, đối với Nguyên là Nga thắng vì Nga lấy được đất. Như vậy là Nga đã thắng. Nếu mà Nga cứ giữ nguyên cái hiện trạng như vậy là Nga đã thắng. Nga không đủ khả năng đi xa hơn nữa thì Nga không đủ. Vì càng đi xa thì càng Nga càng mạo hiểm. Mà Nguyên thấy nhiều cô chú anh chị em tin tưởng là có. Có. Một số lượng bác thì cho là không. Thì cái điều này thì phải coi cái lòng quyết tâm của người binh sĩ của Ukraine. Ngày hôm nay á, là bữa nay Ukraine họ đưa ra một bản tin rất là nhiều. Đó là một cụ dân biểu đã tử vong. Ông ta 57 tuổi. Vừa chết trận trên chiến trường. Ở sườn miền Đông. Thì cái điều này người ta đưa ổng nhiều là bởi vì ổng đã đóng góp trong chánh trị rất là nhiều. Ổng đã đóng góp trong chánh trị của Ukraine và ổng đã hy sinh trên chiến trường, nên là người ta đã nêu tên của ổng lên rất là nhiều, một cựu dân biểu của Ukraine ngày hôm nay. Thì trong chiến trường thì không thể nào tránh khỏi cái sự mà tử vong chết chóc. Các vị cũng biết là Nga bây giờ là 250.000 binh sĩ rồi. Cái con số nó đã vượt qua một con số đáng sợ rồi. Và nó có thể lên tới 300.000 binh sĩ trong thời gian kế tiếp. Khi Nguyên nói đây á, một cái câu nói rất là nhẹ nhàng, 200.000, 300.000. Nhưng bởi vì chúng ta nó không phải là người thân của chúng ta. Nếu các quý vị cứ hình dung, nếu là người thân của người Nga hay là người thân của người Ukraine, khi mình bị mất người thân mình như thế nào? 250.000 này có bao nhiêu người, có anh, có em, có cha, có mẹ họ sẽ buồn. Và đất nước Nga họ cũng phải sống với một cái sự buồn. Chiến tranh không có lợi gì cả. Thực tế cái cuộc chiến tranh này đối với Nguyên á, là cái cuộc chiến tranh sai lầm lớn nhất của Putin trong lịch sử. Và nó sẽ dẫn lại nước Nga trong thời gian sắp tới. Không biết cuộc chiến tranh này nó sẽ dẫn đến thắng hay bại. Nhưng mà đất nước Nga nó đã lùi. Điển hình bây giờ các quý vị thấy là những cái tổ chức, không có tổ chức nào họ mời Nga hết.
Bây giờ Nga còn ở trong một cái tổ chức duy nhất là Liên Hiệp Quốc. Mà Liên Hiệp Quốc họ muốn đuổi Nga ngang nhiều lần rồi. Vì họ bỏ phiếu rồi, mà họ bỏ phiếu thất bại thôi. Họ bỏ phiếu thất bại. Chứ nếu mà đuổi được là họ đuổi luôn rồi. Đầu tiên là họ muốn đổi trong cái ghế an ninh. Cái ghế an ninh, cố vấn an ninh. Và bây giờ họ muốn đuổi cả luôn ra khỏi Liên Hiệp Quốc. À, rồi bây giờ Putin đã bị lệnh truy nã tòa án của quốc tế. Bây giờ Putin muốn đi qua bên Turkey, sắp sửa qua Turkey nè, sắp sửa qua Trung Quốc nè, sắp sửa sắp mặt đi qua năn nỉ ông Thổ Nhĩ Kỳ ở Turkey nè, mà chưa có nghe ông Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra cái bảo đảm là anh đi tới đi, tôi không bắt anh. Putin chính miệng xin đi đến gặp Erdogan. À, cô chú và anh chị em, ông Erdogan ông không nói gì hết, nhưng Putin đang cần cái bảo đảm của Thổ Nhĩ Kỳ là không bắt ông. Và tới bây giờ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa lên tiếng bất cứ một cái vấn đề gì hết. À, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên im phăng phắc, không thèm đếm xỉa. Ông đến thì ông cứ đến đi, tôi đâu có cấm. Ông có bị bắt hay không là chuyện đó chuyện của ông, tôi không nói gì cả. Tôi im phăng phắc. Đến Trung Quốc, cả luôn Trung Quốc, thì Putin vẫn gửi cái thông điệp để coi ở bên kia người ta phản ứng như thế nào. Ở bên kia người ta phản ứng như thế nào. Các vị còn nhớ là cái buổi họp mà quan trọng tổ chức BRICS ở tại Nam Phi. Mà tổng cuối cùng tổng thống Nam Phi ông cũng từ chối rồi, thôi thôi Putin ơi, anh đến là tôi bắt anh đó. Cuối cùng anh đến là tôi bắt anh đó. Sau nhiều tháng do dự thì Nam Phi cũng đứng về phía bên tòa án của quốc tế. Nên là bây giờ chúng ta thấy được một vị tổng thống giống như là ông Putin, một cái đất nước lớn như vậy, quyền lực như vậy, mà bây giờ ở đâu cũng sợ hết là sao? Ông đi đâu cũng sợ hết. Ông đi đâu ông cũng sợ hết. Ông phải chờ người ta bảo đảm ông mới dám đi. Có nghĩa là ok, tôi sẽ không tuân theo luật tòa án của quốc tế, tôi sẽ bảo đảm anh tối đa. Không ai có quyền, không có cảnh sát gì. Khi mình bị truy nã tòa án quốc tế, có nghĩa là mình sẽ bị cảnh sát quốc tế truy nã. Cảnh sát Interpol đó. Cô chú anh chị em, cảnh sát Interpol đó, nó có thể bắt mình. À, nó có thể đột nhập vào mình, nó có thể tấn công vào mình. Thì cái quốc gia trụ sở đó phải bảo vệ mình. Cái quốc gia trụ sở mà tới đó phải bảo vệ mình. Thì cái điều này đó là cái điều mà bây giờ ông Putin đó, tại sao ông phải cần đến Thổ Nhĩ Kỳ? Vì hiện bây giờ Thổ Nhĩ Kỳ đang làm khó dễ ông về vấn đề mà hàng hóa ở Biển Đen ra vào. Nên làm cho cái hàng hóa của Nga cũng đang bế tắc sau khi ông Nga ông hoành hành tại Biển Đen và ông ngăn chặn cái hợp đồng ngũ cốc. Và muốn xoa dịu ông Thổ Nhĩ Kỳ thì ông Nga lên à, tôi sẽ cho anh dầu hỏa, tôi sẽ bán cho anh cái giá rẻ, vân 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 vân, muốn thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ không cần, mới lụm mười mấy tỷ rồi. Mới được mười mấy tỷ đến từ Hoa Kỳ rồi. À, ông Thổ Nhĩ Kỳ ổng mới lụm mười mấy tỷ khi Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý cho Thụy Điển sáp nhập vào Liên minh NATO, ổng lụm được mười mấy tỷ rồi. À, nên là không cần cái sự giúp đỡ của Nga. À, ổng mới vừa nhận được mười mấy tỷ của Hoa Kỳ rồi, nên là ổng được cái sự hỗ trợ của tập đoàn FMI 15 tỷ. Nên là ổng ấm rồi, nó tôi 15 tỷ tao ấm rồi, không cần nữa. Nên là Nguyên cũng không biết là cái tình hình của ông Putin á, trong những ngày kế tiếp ổng có đi lại Thổ Nhĩ Kỳ được hay không. Chính phủ của Thổ Nhĩ Kỳ chưa có công bố gì hết. Phía bên Trung Quốc vẫn chưa tiết lộ là có chấp thuận và có bảo đảm hay không, cũng chưa nói. Nhưng mà Trung Quốc thì không sao, Nguyên nghĩ là Trung Quốc thì mấy Trung Quốc thì họ không ngán ăn cả. Trung Quốc thì Nguyên nghĩ là sẽ bảo đảm cho Putin. Bảo đảm cho Putin. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ thì họ vẫn chưa chấp nhận. Họ vẫn im, họ không nói gì hết, họ im phăng phắc. Nguyên không biết là ông Erdogan ông sẽ chọn như thế nào. Ông chọn cách đàm phán với Putin, nói chuyện một cách đàng hoàng để giải quyết và kêu gọi Putin quay trở lại cái hợp đồng ngũ cốc, hay là ông chọn một cái là trở mặt với Putin. Thì Nguyên không biết là Thổ Nhĩ Kỳ họ cũng đang bất mãn vì phiền lắm. Vì cái tình hình ban giao kinh tế của họ, du lịch, cái khu vực địa phương ban giao kinh tế của họ đều bị bế tắc với cuộc chiến tranh này. Đặc biệt là các vị biết là cái cuộc chiến tranh nó đã ảnh hưởng rất là những cái quốc gia lân cận Ukraine,
những cái quốc gia mà sống nhờ du lịch, những cái quốc gia bây giờ là bế tắc hết, đâu có ai đi. Những cái khu vực ngày xưa người ta còn đi du lịch Biển Đen rồi, những cái quốc gia lân cận có ai đi nữa. Máy bay đâu có dám bay đường đó, mà người tâm lý người ta cũng sợ, bay lỡ nó bắn lộn đạn là chết. Tự đi người ta bay đường vòng, không ai bay đường đó đó, người ta bay đường vòng. Nhưng mà tâm lý mình đi gần cái nhất qua chiến tranh là mình sợ, và không ai đi du lịch những cái khu vực đó hết. Và những cái quốc gia mà lân cận đó nó đang vắng tanh như chùa Bà Đanh mùa hè năm nay, là có thể nói là nguyên nó là lỗ kinh doanh, lỗ luôn, tại vì đâu có ai đi. Đó là bản tin liên quan đến tình hình của ông Putin ngày hôm nay, để chúng ta biết là cái quyết định sai lầm của Putin nó đã dẫn đến đất nước Nga suy yếu như thế nào. Tất nhiên thì Nga chưa bao giờ thừa nhận, giống như các quý vị sẽ nghe những đài của đến từ Việt Nam: ôi, lệnh trừng phạt của phương Tây chẳng ảnh hưởng gì cả, ô cái này cái kia. Nhưng cái đó nó không sự thật. Sự thực tế bây giờ, người Nga có những người sống được là họ sống với cái tiền mà họ đã dành dụm. Hiện bây giờ kinh tế của Nga đến mức độ mà người Nga họ không muốn xài tiền nữa. Họ không muốn xài tiền vì họ không còn bảo đảm nữa. Họ bắt đầu lo, họ gầu. Họ không biết trong những ngày kế tiếp đất nước của họ như thế nào. Và khi một cái dân, người dân mà không xài tiền là kinh tế nó sụp đổ. Cái kinh tế Việt Nam chúng ta không sụp đổ là vì Việt Nam chúng ta chơi xa lén sáng về sớm, làm 7 triệu xài 10 triệu. Nguyên nói thật, đặc biệt là bà con cô bác người miền Nam. Thực tế đó, nếu mà dân Việt Nam chúng ta mà cần kiệm là nền kinh tế nó đã chết đất rồi. Bởi vì một cái đất nước nào cũng vậy, dân xài tiền thì kinh tế nó mới hoạt động. Mà dân không xài tiền thì các quý vị là nền kinh tế nó sẽ chết. Thì hiện bây giờ cái trạng thái của Nga là dân lo lắng, họ không xài tiền. Xe hơi bán không được, dụng cụ đồ đạc bán không được, không gì mua hết. Tê lê không bán được, cái đồ đạc sản xuất không có gì mua, vì họ không còn nhu cầu mua cái đó nữa. Và họ để dành tiền mua lương thực. Đây là chương trình và chủ đề của ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn lắng nghe thời sự nóng bỏng sôi động, cuộc chiến khốc liệt mà Nguyên theo dõi. Các quý vị phải theo dõi sát, các quý vị mới cảm giác hào hứng. Khi các quý vị đi theo dõi từng phút từng giây, các quý vị mới cảm nhận được là cái tình hình cuộc chiến nó biến động không ngừng. Và cuộc chiến nó đã lớn, nó không giống như ngày xưa nữa. Nó không giống mấy tháng về trước. Cuộc chiến bây giờ là trên không, trên đất liền và trên cả biển cả. Ba mặt trận bắt đầu đã sôi động, bùm 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 bùm. Ngày xưa chỉ là đất liền thôi. Ngày xưa chúng ta chỉ có nghe là đánh trên đất liền, nhưng bây giờ không. Ba mặt trận đã đối đầu với nhau. Ba mặt trận đối đầu với nhau. Và nó sẽ leo thang trong những ngày kế tiếp. Và gần đây nhất thì Anh Quốc đã đưa ra một cái chiến lược bí mật. Họ nói là tôi có một cái biện pháp hỗ trợ cho Ukraine để có một cuộc phản công hữu hiệu. Hiện bây giờ được chưa ra tiết lộ ra cái biện pháp gì. Chỉ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Anh Quốc mới nói câu đó thôi. Chúng ta sẽ chờ xem coi những ngày kế tiếp tình hình biến chuyển nó sẽ như thế nào. Và Anh Quốc hỗ trợ cho Ukraine đem được thành quả gì hay không, chúng ta sẽ biết sau. Chúng em ngừng chương trình ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn lắng nghe. Bye bye các quý vị. Giang suối tắc đưa tôi về vùng quê xưa lúa vàng, có những dòng sông cuốn lượn quanh, có khói chiều buông trên mái tranh. Dòng nước mắt đưa tôi về vùng quê hương khô cằn, có những bờ đê, những ruộng khô, có những dòng ru sớm trưa nao nề. Quê hương tôi ơi, có nghe tôi réo gọi, nơi đây xa xôi nhưng tôi vẫn thấy người trong những lời hô vang, trên tay cao cờ vàng và trên những áo hoa mồ hôi đang thấm ra.
ơi quê hương ơi, nước non dù đổi rời, nơi đây đang xây tương lai về với người. Bao khổ nhục hôm nay, bao oan kiên ngày ngày, nguyện dâng cho núi sông, chờ ngày vui chúng ta sẽ cầm hòa. Chiều bước tới muôn muôn người như thác lù, làm lung lay quân thù, cho dấu tàn hùng, dấu cuồng ngông, sử sách còn kia có nhớ không? Lời khí khai như biến thành muôn sức mạnh của quê hương kiêu hùng, có những hiền nhân, những hùng anh, có những hẹn thề sớm mai sẽ trở về. Tôi ơi, có nghe tôi réo gọi, nơi đây xa xôi nhưng tôi vẫn thấy người. Trong những lời hô vang, trên tay cao cờ vàng, và trên những áo hoa mồ hôi đang thấm ra. Ơi quê hương ơi, nước non dù đổi rời, nơi đây đang xây tương lai về với người. Bao khổ nhục hôm nay, bao oan kiên ngày ngày, nguyện dâng cho núi sông, chờ ngày vui chúng ta sẽ khóc hòa. Chiều bước tới muôn muôn người như thác lù, làm lung lay quân thù, cho dấu tàn hùng, dấu cuồng ngông, sử sách còn kia có nhớ không? Lời khí khai như biến thành muôn sức mạnh của quê hương kiêu hùng, có những hiền nhân, những hùng anh, có những hẹn thề sớm mai sẽ trở về. Quê hương tôi ơi, có nghe tôi réo gọi, quê hương tôi ơi, có nghe tôi réo gọi, quê hương tôi ơi, có nghe tôi.